Welcome back, chúng ta lại có hẹn với nhau vào một buổi tối thứ sáu rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một nội dung phần tiếp theo của phần các cấu trúc và ngữ pháp thường gặp và bổ sung thêm một số những cái phần từ vựng mà có thể dễ gây nhầm lẫn cho các bạn nữa. Và hôm nay thì cô cũng đã gửi trước cái phần bài tập cho các bạn rồi thì không biết là các bạn đã kịp xem cái phần bài tập đấy chưa? Và bạn nào đã kịp để làm qua cái phần bài tập đấy rồi thì có thể comment giúp cô. Bạn nào mà chưa làm thì một lát nữa đây thì chúng ta cũng sẽ cùng với nhau trải qua những câu đó và có thể trả lời nhanh hơn cô một bước là được, đúng không? Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta cũng sẽ có khá khá những cái câu và những cấu trúc nhưng nó ở mức cơ bản basic thôi. Cô không đưa những cái cấu trúc quá khó vào cho các bạn hay là những cái phần từ vựng quá khó. Bởi vì giai đoạn này thì chúng ta vẫn đang là kiểu warm up làm quen với nhau thôi. Còn giai đoạn sau khi mà các bạn đã có được một vốn từ vựng nhất định rồi, chúng ta bắt đầu đi học ở một số những cái chuyên đề ngữ pháp rồi thì chúng ta sẽ làm cho nó khó dần lên. Ok chưa? Rồi các bạn ơi, cho cô kiểm tra đường truyền một chút, không biết là âm thanh, ánh sáng, các thứ đã đầy đủ chưa? Ok chưa? Nếu mà ok thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào buổi ngày hôm nay nhá. Nếu mà âm thanh ánh sáng ok rồi thì comment giúp cô với hoặc là thả tim thả like gì đấy nha. Hello. Cô không biết là hôm nay có phải do tình hình là kiểu mưa gió không thì không biết là có bị làm sao, có bị ảnh hưởng cái gì đấy không thì các bạn comment vào để cô còn nắm được nha. Mấy hôm nay là thứ sáu, các bạn có đi chơi nhiều không? Ở chỗ cô thì là vừa rồi mới mưa xong nên là có một số bạn ok, có một số khu vực thì là nó đã tạnh rồi, còn một số thì vẫn mưa. Ok, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu với cả buổi ngày hôm nay luôn nha. Ở buổi ngày hôm nay là mình chưa có chuyên về một cái nội dung gì cả nha, nên là các bạn cứ vào cấu trúc nào thì mình trả lời cấu trúc đấy, cái nào mà chưa biết thì mình thách nốt lại. Còn lại về sau khi bắt đầu vào từng cái chuyên đề riêng rồi thì có thể mình sẽ va lại những câu này hoặc những câu tương tự với nó. Ok chưa? Rồi thì bắt đầu vào buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ vào với câu đầu tiên. Nhìn các cái phương án trả lời thì ngay lập tức chúng ta có thể biết đây là câu về mạo từ a under, đúng không? Thì cô sẽ cùng giúp các bạn dịch nghĩa về câu này nha. Domestic appliances. Cụ thể cái này có thể chưa biết nghĩa là gì, đúng không? Domestic bình thường á nó sẽ mang tính chất là nội địa, là trong nước. Thì ở đây có thể không biết domestic appliances là gì, nhưng mà mình có like ở bên cạnh này này. Như là thì mình sẽ thấy có washing machines là máy giặt hay là dishwashers là máy rửa bát. Thì mình hiểu luôn được là domestic appliances nó là cái gì, đúng không? Nó là những cái kiểu đồ thiết bị trong gia đình, thiết bị gia dụng chẳng hạn đó. Thì ở đây mình sẽ có cái washing machines và dishwashers. Thì hai cái này nó là gì? Have made. Nó đã giúp cho cái life much easier. Thì có nghĩa là sao? Chúng ta chỉ cần là không có mạo từ ở đây. No article here. Ok chưa? Have made life much easier là làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, đúng chưa? Đúng rồi, bây giờ cô cũng đang không thể tưởng tượng được. Bây giờ bắt cô nấu nấu cơm mà lại nấu bằng nồi bình thường là không biết nấu đâu nhá. Thôi đi ra ngoài ăn tạm bữa thôi ha. Ok, rồi cô chào Nhi, cô chào Thảo, cô chào Lan. Rồi, chúng ta mới bắt đầu một câu thôi nè. Các bạn vào sao cứ thoải mái và cùng comment các đáp án của mình và cho lớp mình nó xông lên nha. Và có thể mời thêm các bạn của mình vào nữa. Rồi, với câu thứ hai thì ở đây mình sẽ nhìn thấy nó sẽ thiên về modal verbs, đúng không? Là những động từ khuyết thiếu. Thì ở đây là use your phone, mobile phone during the test. Tóm lại là câu này kể cả có không biết cái vế đằng sau là it's against the rules, là trái với cả quy định. Mình có thể không biết cái nghĩa của cái cụm đấy và cái câu đấy, đúng chưa? Nhưng mà mình cũng có thể suy ra từ thực tế là gì? Use mobile phone during the test là chắc chắn không được, đúng không? Đi thi không có cái lý do gì chúng ta được dùng điện thoại cả. Vậy ở đây là gì? Không được. Và vì vậy với không được ở đây chúng ta sẽ phải dùng là mustn't. Chứ mình không dịch là không phải nha. Ok, tiếp tục sang câu tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 thì ở đây mình sẽ có một cái tình huống đưa ra là gì? Blah 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 to fame at early age and may have a negative influence
on children's psychological development. Về sau các bạn sẽ thấy là có mình thành lập được một thói quen, có thể học với cô hoặc có thể học với cả các thầy cô khác cũng có cái thói quen này. Đó là chúng ta sẽ gì nhỉ? Gạch chân những cái từ khóa trong câu nha. Thì ở đây cô đang gạch chân một số từ cho các bạn, ví dụ như là bla 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 to fame. Fame ở đây thì nó chính là cái từ, cái danh từ cho cái famous là nổi tiếng ra. Đó, thì bla 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 fame đúng không? Có thể là cái gì là nổi tiếng. At early age là từ cái độ tuổi sớm, tức là còn nhỏ. May have negative influence. Negative là gì mà buổi trước cô gặp? Cô nói khá khá là nhiều. Nhìn cái biểu tượng dấu trừ này có nhớ ra không? À nhớ được cái bài liên quan đến một là câu điều kiện câu ao ước. Cô rất hay dùng cái dấu cộng dấu trừ này để biểu hiện cho positive và negative, đúng không? Hoặc là cô hay dùng cái này trong cái bài hôm trước là chúng ta có từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa này. Nó thể hiện cái sắc thái của từ với một số những cái từ mà mình cho cái tiền tố vào nó làm trái nghĩa đi thì nó có thể trở thành nghĩa positive, à sorry, nghĩa negative của từ, đúng không? Vậy thì ở đây là negative influence là ảnh hưởng một cách tiêu cực nha, ảnh hưởng tiêu cực. Và tại sao cô lại phải khoanh cái chữ on, là bởi vì nó đi với cái từ on, để các bạn nhớ được giúp cô nha. Một số những cái trường hợp này là chúng ta học luôn là đi với giới từ on. On children's psychological development là sự phát triển về tâm lý. À sorry, đúng rồi, tâm lý. Thì ở đây là có một cụm có thể các bạn chưa biết thì nó sẽ là rise to fame nha. Đáp án của câu này là B. Rise to fame, cô viết ở phía dưới đây để cho các bạn nhìn lại. Các bạn sẽ hiểu nó tương đương với là become famous nha. Trở nên nổi tiếng. Và at the early age, từ hồi còn nhỏ nhỏ thì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực nên cái sự gọi là tâm lý của sự phát triển của trẻ con. Đó thì đặc biệt là có thể những cái bạn ví dụ như là nổi tiếng sớm như kiểu thi The Voice Kids hay là thi những cái kiểu cuộc thi mà sắc đẹp hoặc là người mẫu nhí chẳng hạn. Thì các bạn nổi tiếng quá sớm hoặc là đóng phim chẳng hạn, đó, tiếp xúc với truyền thông rồi quảng cáo các thứ quá nhiều vì nó có thể ảnh hưởng một cách negative tiêu cực lên cái tâm lý của các bạn ý nha. Thì nhớ giúp cô cụm này, và các bạn nhớ giúp cô là trong một số trường hợp cô rất hay viết theo cái kiểu là thay vì dịch ra tiếng Việt cho các bạn thì cô hay dùng một cái cụm tương tự để giúp các bạn có thể nhớ được hai cụm cùng lúc song song với nhau, và những cái từ vựng này nó dễ thôi nên là mình có cố gắng để mình có thể suy nó ra bằng tiếng Anh được. Bởi vì sao, một lát nữa gặp một cái câu này thì cô sẽ nói cho các bạn lý do nha. Rồi, cô xin chào Nhi, cô chào Quỳnh. Hello, rồi chúng ta tiếp tục với cả câu số 4 nha, Quỳnh với cả Nhi ơi. Sang câu số 4 chúng ta sẽ có là these volunteer programs, là những cái chương trình gì? Chương trình tình nguyện, đúng không? Mình hay cái thấy cái từ volunteer này rồi. Aim to, mục đích. Ở đây là cái động từ của nó nha, chính là cái aim này. Aim to provide education for children. Mục đích của cái chương trình tình nguyện này, những cái chương trình tình nguyện này là để làm sao cung cấp giáo dục hoặc là một cái sự giảng dạy nào đó cho trẻ con ở cái vùng nào. Thì cái này nghe cũng quen quen đúng không? Giống như ở Việt Nam thì có thể là vùng sâu, vùng xa hoặc là vùng nông thôn. Thì ở đây mình sẽ có một cụm đó là far flung nha. Các bạn hiểu cái này nó giống như kiểu là vùng sâu, vùng xa của mình. Hoặc là còn một cái cụm nữa mình hay gặp đó là remote areas. Đó, thì ở đây mình nhớ luôn một cụm là far flung regions, nó là những cái cụm là những cái khu vực ở rất là xa, great distance away. Tiếp tục sang câu số 5, mình sẽ có là gì? I've been waiting for hours. Ở đây thì nó đang dùng là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đúng không? Đã chờ rất lâu rồi, hàng giờ rồi. Thì ở đây là gì? Tôi đã chờ đợi bạn hàng giờ rồi và bạn gì? Bla 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 to tell me you would come late. Lẽ ra là bạn nên nói cho tôi biết là bạn tới trễ thì để tôi còn biết, đúng không? Ví dụ như là như hôm nay Hà Nội mưa chẳng hạn. Nếu mà biết phải chờ nó lâu như thế thì thôi đi vào Circle K ngồi, hay là vào Starbucks ngồi chờ nó cho nó xuống. Thì tội gì mà cứ đứng ngoài trời mưa để chờ, đúng không? Thì ở đây là lẽ ra nên phải làm gì đó nha, nhưng mà đã không nha. Vấn đề là lẽ ra là nên làm nhưng mà lại không làm. Vậy thì mình sẽ dùng là should have phone. Lẽ ra nên nên gọi điện
cho tôi để nói rằng là bạn sẽ đến muộn. Ok chưa? Bình tĩnh. Nhớ cái này về sau mà kiểu bị cho leo cây thì nhớ cái cụm này, should have phoned. Sang câu số 6 thì mình có là proposal by the environmentalist. Cái từ này trông nó có vẻ dài nhưng thực ra không đến mức độ khó hiểu đâu, đúng không? Bởi vì cấu tạo từ này rất dễ, mình chắc chắn là biết từ environment là môi trường rồi. Giờ mình sang environmental, giờ mình environmentalist là những nhà hoạt động vì môi trường. Nhá, cái đuôi s này cũng thường là để chỉ người, thì ở đây mình có là nhà hoạt động vì môi trường. Có viết tắt một chút đó. Thì to grow more trees, đến đây là hết nha. By, by là gì? By the environmentalist to grow more trees has received approval. Thì cái gì has received? Nó chính là the proposal, cái đề xuất đề nghị đó. Thì đã gì? Received approval, được gì nhỉ? Approve là được thông qua hoặc là được sự đồng thuận, đồng ý gì đó từ council là ủy ban, đúng chưa? Thì ở đây là proposal là một lời đề nghị đề xuất nào đó, bla bla bla. Bởi thì mình có cái đây, một cái nhận biết nữa. Thì câu này cô phân tích kỹ là bởi vì làm sao nó là một loại câu khá là đặc biệt. Các bạn nhìn thấy là từ proposal đến là has ở đây, nó là động từ chính của cái câu đấy. Còn cái vế ở bên giữa hai cái dấu gạch của cô này, nó chỉ là một cái bổ sung nghĩa cho cái proposal thôi. Bởi vì đó là một cái loại mệnh đề quan hệ. Và nhìn vào mệnh đề quan hệ thì bắt đầu mình phải chọn cái gì, đúng không? Mà mình có cái by đã được khoanh rồi, có nghĩa ở đây nó sẽ phải là một dạng bị động mà được đề xuất bởi những cái nhà hoạt động vì môi trường. Thì ở đây mình sẽ phải dùng một dạng là bị động nhưng mà dạng rút gọn. Nếu như cái A mà nó là which was suggested thì ok, hoặc là which is suggested cũng được. Thì ok, nhưng mà ở câu này nó không có was hay là is, tức là nó không chia bị động ở chỗ đấy. Thì mình phải hiểu nó đang ở dạng là rút gọn, tức là mình loại bỏ cái đại từ quan hệ which đi và mình chỉ để lại phân từ hai của nó thôi, chính là suggested. Thì câu này nó hơi hơi over một chút xíu thôi, không đến mức quá là khó đâu. Nhưng mà để nắm được chắc nhất thì là chúng ta phải chạy qua phần bị động đã. Thì cái này gọi là add on một chút và các bạn làm quen dần. Ok chưa? Và khi mà chúng ta chạy qua bị động rồi, xong rồi chúng ta sẽ đến phần bị động rút gọn này này. Mệnh đề quan hệ nữa. Đó, thì khi đó thì chúng ta nắm chắc được cái nội dung kiến thức này hơn. Rồi bây giờ sang tiếp tục câu số 7. Câu số 7 thì nhìn vào bốn phương án lựa chọn thì ngay lập tức là các bạn sẽ hiểu luôn là nó sẽ đang liên quan đến việc là động từ nào nó sẽ phù hợp ở đây. Nó liên quan đến việc mình lựa chọn cái từ vựng, đúng không? Có thể là cái collocation. Hay ở đây là team started. Bắt đầu làm gì? Đó là he's leaving bằng cái cách là working as a waiter at a restaurant. Nó bắt đầu là đi kiếm sống kiếm ăn bằng cái gì nhỉ? Việc là working as a waiter, đi làm bồi bàn ở một nhà hàng nào đó. Thì ở đây không cần phải nghĩ quá nhiều. Pay his living, có thể nhiều bạn sẽ bị hơi lẫn rồi, ok, earn living hay là pay living, chi trả cho cuộc sống, cũng có thể khiến cho các bạn bị sao lãng bởi một số những cái từ này khá là giống nhau. C và D thì có thể kém bị nhầm lẫn hơn, tức là kém không 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 dễ để mình lựa chọn C và D bằng A và B. Thế vậy trong giữa A và B thì mình sẽ chọn cái gì? Ở đây mình sẽ phải chọn là earn, earn his living. Sorry, cô định viết vào đây. Nhưng tóm lại là earn his living là kiếm sống bằng cái việc gì đó. Thì cái này chỉ cần là các bạn học đọc quen cái cấu trúc đấy thôi thì các bạn sẽ có thể nhớ được. Và khi đó thì liên quan đến kiếm sống, mình có living ở đây mình sẽ có earn là động từ của nó. Rồi mình đã chạy qua hết câu số 7 rồi, câu số 8 nào. Trong quá trình đó thì có những câu mà easy thì chúng ta hoàn toàn có thể là thoải mái comment vào để cô có thể biết được là các bạn là một là vẫn đang theo dõi bài của cô, đúng chưa? Và hai là chúng ta gọi là có những cái câu hỏi vào và comment lại để cô có thể biết được các bạn có thể còn đang phần nào lăn tăn chưa nắm được. Rồi sang câu số 8 thì mình có là gì? In the wake of increasing, sự tăng lên, mình có increasing đúng không? Food poisoning, bị ngộ độc. Như kiểu là những cái đồ ăn ăn nó bị nhiễm độc ấy. Đây ở đây nó có thể là dạng nhiễm độc gì thì các bạn có thể đọc sau thì cô sẽ giải thích kỹ hơn đó là gì. Many consumers là những cái người tiêu dùng have turned to, đã quay sử dụng, quay ra để sử dụng rau
Organically. Thì ở đây nếu như mà các bạn nào mà có thể đọc đến những cái thông tin này rồi, hoặc là có thể quan tâm một chút đến thực phẩm, thì các bạn sẽ thấy là dạo gần đây, cách đây khoảng tầm 1-2 năm, thì mọi người bắt đầu quan tâm đến những cái loại sản phẩm được nuôi trồng organic, tức là không có một chút hóa học nào ở trong đó. Ví dụ như là cây trồng đó thì sẽ bón phân hữu cơ chứ không gọi là dùng những cái loại phân hóa học. Và vì vậy thì ở đây là gì, ví dụ như ở mình rau chẳng hạn, có thể là bị sử dụng phun thuốc trừ sâu, phun thuốc kiểu như là các cái loại bảo vệ thực vật nhiều thì nó sẽ bị nhiễm độc. Người ta cắt hái chưa đủ cái thời lượng để cho cái đấy nó được phân tán hết. Ví dụ như là 5 ngày sau khi hái thì mới được thu hoạch, thì người ta lại thu hoạch trước để cho nó nhanh. Đó, và bán được luôn. Thì ở đây là many consumers have turned to, họ đã chuyển sang cái việc là sử dụng loại rau mà làm sao? Bốn cái phương án lựa chọn ở đây các bạn sẽ thấy là liên quan đến việc là trồng. Thì cái rau đó là sẽ được trồng như thế nào nha, nó sẽ được trồng một cách là organic, tức là không có một chút hóa học nào. Thì câu này có thể là các bạn sẽ bị phân vân giữa cái việc là grown hay là agrown, đúng chưa? Bởi vì có thể là các bạn chưa biết cái phần mà bị động đặc biệt lúc nãy cô vừa nói, thì ở đây đáp án của con này là sẽ phải là B, là được trồng. Thì ở đây nó sẽ phải có, nếu như dùng cái câu này thì nó sẽ phải là which ở đằng trước, nhưng mà ở đây mình không có nên là mình sẽ phải chọn sang là phương án là rút gọn, tức là mình bỏ đi cái đại từ quan hệ which và chỉ còn lại phần thứ hai thôi, tương tự như cái câu lúc nãy. Ok chưa? Và hai câu thì chắc bắt đầu nắm nắm được về mặt quy tắc của cái loại này rồi ha. Rồi sang câu số 9 nào. The University Administration, ở đây như kiểu là hội đồng của trường đại học ấy, có thể là liên quan đến việc là tuyển sinh nào đó, thì làm sao introducing new measures là đưa ra những cái phương pháp mới hoặc là cái biện pháp mới, phương thức mới nhá. Đó, để làm gì? To bla bla bla, thì ở đây mình biết chắc chắn nó phải là một động từ rồi, đúng không? Để bla 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 that. Enrollment process là cái quá trình ghi danh nhá, runs mostly. Thì ở đây nó sẽ mang tính chất là để bảo đảm rằng, đúng không? Họ đưa ra một số những cái phương thức biện pháp mới để có thể bảo đảm rằng là cái quá trình ghi danh này nó được diễn ra một cách smoothly, là kiểu như là trôi chảy hoặc là nhanh chóng hoặc là thuận tiện. Đó, cái smoothly nó là như vậy. Thì mình sẽ có ở đây sẽ là động từ gì? Mình sẽ có nó chính là cái ensure, để bảo đảm rằng. Đó, còn những cái còn lại thì nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh. Đây, maintain thì bình thường nó sẽ là duy trì, đúng không? Improve là kiểu như là củng cố thêm, phát triển thêm lên. Rồi, thì đó là câu số 9. Mình sẽ cùng chuyển tiếp sang câu số 10 nhé. Câu số 10 thì là một câu dễ, có thể bị nhầm lẫn ở một hai lần đầu thôi. Chứ còn khi mà chúng ta va vào cái kiểu này nhiều rồi, và đặc biệt đằng sau có một câu tương tự nữa, thì các bạn chắc sẽ nhớ được thôi. Ở câu 10 này mình sẽ có là gì? All the blah 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 in the stadium. Thì quan trọng nhất là các bạn nhìn thấy cái từ stadium nó giúp cô xem bạn đọc đúng không? Applauded là vỗ tay. The winner of the marathon when he crossed the finishing line, tức là đây là qua được cái vạch, qua được cái vạch về đích ấy. Finishing line nó là như vậy. Thì ở đây là toàn bộ gì? Chắc là sẽ là gì? Khán giả thôi, đúng không? Ở trong sân vận động thì họ đã vỗ tay cho cái người, tóm lại là cái nhà vô địch, trong việc là anh ta khi mà anh ta qua được cái vạch đích. Thì ở đây với cái stadium thì cái khán giả nó sẽ phải là spectators. Đó. Một lát nữa thì chúng ta sẽ gặp lại một cái dạng câu kiểu như thế này. Có thể trùng những cái phương án lựa chọn nhưng mà một tình huống khác, không có stadium nữa nha. Rồi, hello, cô xin chào một số bạn mới vào. Cô xin chào bạn Tân, chào bạn Lâm. Chúng ta cùng theo dõi tiếp nha. Rồi đến sang câu số 11 thì chúng ta sẽ có một cái nội dung liên quan đến việc là phải lựa chọn một cái động từ nào cho phù hợp. Hiscolic, to hiscolic surprise, tức là gì? Dưới cái sự ngạc nhiên của đồng nghiệp. Cái từ này thì cô lưu ý một chút, đó là nó là college, là đồng nghiệp nha, không phải là từ college, là cái trường cao đẳng. Thì hai từ này khá là dễ bị nhầm với nhau, nên là các bạn lưu ý một chút. Hai từ này nhận đây là college, là đồng nghiệp, còn cái kia là college, là cao đẳng. Thì ở đây là dưới cái sự ngạc nhiên của những cái người bạn đồng nghiệp, thì John bla 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 rudely
À đây, cả cái cấu trúc này nữa. Himself rudely at the party last night. Thì có thể là mình chưa biết được cái động từ ở đây phải là cái gì. Nhưng mà mình có cái từ rudely này là gì? Thô lỗ, đúng không? Thì mình cũng có thể hiểu được là hẳn là anh ta đã làm một cái gì đó khá là thô lỗ ở cái bữa tiệc tối hôm qua. Và ở đây, bây giờ nó là câu chuyện của collocation. Nó là cái động từ nào phải đi với cái này, là cái structure như thế nào. Thì ở đây mình học luôn giúp cô, nó là cái từ conduct. Ở đây mình sẽ có là like conduct. Ví dụ như ở đây nó là himself, ở trường hợp khác là herself chẳng hạn, hoặc là themselves. Thì mình sẽ mang cái nghĩa của nó là cư xử như thế nào. Nha, cô viết tắt này. Thì đằng sau nó đã có cái từ rudely để cho mình biết thêm nghĩa là rudely là cư xử hết sức là thô lỗ, đúng không? Đó, thì đấy các bạn có thể những cái trường hợp như thế này nó là một cụm collocation với nhau rồi, nên là các bạn cứ học luôn nó là conducted himself rudely. Và mình nhớ về cái ngữ cảnh mình có cái câu này, đó là gì? Một cái tình huống party nào đó và anh ta đã có một cái cư xử không phù hợp. Ok, rồi cô cho Huyền mới vào nha. Hello. Mình chuyển tiếp sang câu số 12 nào. Các bạn nào sau cứ xem, và thậm chí là sau cái buổi live này thì cô đã gửi lại cho các bạn về cái phần bài này nhá, ở trên nhóm rồi. Tức là mình có hai nhóm, một nhóm Zalo và một nhóm Facebook. Thì nhóm Facebook của mình là học tiếng Anh miễn phí cùng cô Amy, và nhóm Zalo là 21 ngày lấy lại gốc tiếng Anh. Thì một lát nữa cô sẽ gửi lại vào cuối live cái đường link này cho các bạn để các bạn có thể join. Thì trong đó thường là cô sẽ gửi cái phần bài tập này trước để cho các bạn làm, và sau đó thì đến buổi trưa thì chúng ta có thể nắm được cái phần nội dung đấy sơ qua rồi. Bạn nào chăm chỉ đã làm xong hết rồi, hoặc là có thời gian, sorry không phải là bạn 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 không làm là bạn lười nha, mà là có thời gian và kịp để làm. Ok chưa? Rồi thì chúng ta sẽ cùng tiếp với câu số 12. Mr. Brown has kindly agreed agreed to spare us some of his blah 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 time to answer our questions. Ở đây chắc là ông Brown là một người kiểu như là cấp trên, hoặc một người có kiểu như là kinh nghiệm hơn, và đây là sẵn sàng có thể chia sẻ. Spare us some of his time. Học luôn cụm này cho cô nha. Ở đây nó chỉ mang tính chất là tính từ mô tả thêm cho cái time, là cái thời gian của ông ta như thế nào thôi. Còn thực ra cái cụm chính ở đây cần học là cái cụm này. Spare us some of his time. Đã chia sẻ là đã dành thời gian nha. Dành thời gian cho chúng tôi, đúng chưa? Và ở đây sẽ là thời gian như thế nào? Thì đương nhiên là với những người này nó sẽ là thời gian quý báu, nên là mình sẽ có valuable. Được chưa? Rồi, tiếp tục sang câu số 13. Mình có là we were blah 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 by the spectacular scenery of the countryside. Khi nhìn ở đây thì mình chắc chắn là biết được đây nó sẽ là cái dạng phân từ hai rồi. Bởi vì một là to be cộng với cả cái gì đó, hai là lại có là by ở đằng sau, nên là mình hiểu chắc chắn câu này là một câu bị động và ở quá khứ đơn, đúng chưa? Ở đây thì nó không phải câu chuyện của động từ, bởi vì bốn cái động từ ở đây nó đều chia về phần thứ hai rồi. Bây giờ làm thế nào? Thì nó là việc lựa chọn từ vựng thôi. Ở đây là chúng tôi bị làm sao đó bởi, đúng không? Spectacular scenery nó là cái cảnh quan rất là kiểu như là hùng vĩ, hoặc là cái cảnh quan mà nó hết sức là đẹp ở cái vùng countryside. Thì chúng tôi sẽ bị làm sao nhỉ? Choáng ngợp. Overwhelmed nha. Mình sẽ có cái động từ này. Choáng ngợp bởi cái gì đấy. Cái này rất hay đi với những cái kiểu như là cảnh tượng gì đó nha, cảnh tượng hùng vĩ rồi là thác nước rồi là thiên nhiên kỳ thú bla bla bla. Thì rất hay dùng một cái kiểu này là to be overwhelmed, kiểu há hốc mồm ra. Wow. Đó. Thì học luôn một bài với nhau, và thường nó hay đi ở dạng bị động như thế này nhá. Đấy, thế nên là các bạn lưu ý khi mình gặp một từ thì mình sẽ thấy là ok, mình học được cái tình huống xảy ra của cái từ đấy. Cộng thêm nữa là ok, nó có thể ở dạng chủ động hay là bị động nhiều hơn. Rồi tiếp tục sang câu số 14, the success of the company in such a blah 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 market. Thì câu này thực ra là một câu có thể không cần phải hiểu nghĩa này, nhưng mà các bạn chỉ cần biết được ở đây cần một loại từ vựng nào thì có thể làm được luôn. À đương nhiên là các bạn sẽ phải nắm giúp cô là gốc từ vựng này, những cái tiền tố hậu tố như thế nào, thêm vào nó đổi thành từ loại nào.
vừa đổi ví dụ tiền tố thì hay thêm vào để thay đổi kiểu như là khẳng định phủ định đúng không? Hậu tố thì sẽ hay thêm vào để thay đổi từ danh từ sang động từ sang tính từ sang trạng từ. Thì ở đây nó là một trường hợp như vậy, thì các bạn nhìn vào bốn phương án lựa chọn đây. Ở đây là trạng đúng không? Ở đây là tính đúng không? Ở đây là compete verb và đây nó là competition, nó là noun. Thì câu 14 là gì? The success of the company in such a blah 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 market. Thì quan trọng ở đây mình phải biết được là market nó là danh từ. Và đằng trước danh từ thì mình cần một cái adjective là tính từ để bổ sung nghĩa cho cái danh từ đó. Thì đây là thành công của công ty ở trong một cái thị trường nha. Market ở đây không phải là cái chợ nữa mà nó phải là một cái thị trường. Bởi vì chủ ngữ của câu nó đang liên quan đến việc là thành công của công ty. Nó không phải thành công của công ty ở một cái chợ được, đúng không? Mà nó sẽ là một cái thị trường như thế nào thì rất là remarkable, đáng kiểu như là để lại một cái dấu ấn đó. Thì ở đây mình cần tính từ nên là ngay lập tức mình có thể chọn ở đây là competitive, thì đây là một thị trường cạnh tranh, mang tính chất cạnh tranh. Ở đây thì mở rộng một chút, đó là mình có từ competition đúng không, là có thể là một cuộc thi, cuộc tranh đấu gì đó, một loại danh từ gốc từ compete mà ra. Thế còn mình còn một cái danh từ nữa, nó là cái từ competitive này, thành lập nên, là các bạn có thêm tennis là đằng sau để nó ra được một cái danh từ khác, thì đây là gì? Sự cạnh tranh. Thì đó, khi mà các bạn học bạn, các bạn bắt đầu phải định hình luôn trong đầu giúp cô về việc là ghi nhớ những cái tiền tố và hậu tố và cách cấu tạo của từ. Và với dạng bài cấu tạo từ thì cô khuyên là trong quá trình học và luyện tập của các bạn thì các bạn đừng làm bài trắc nghiệm, các bạn hãy làm bài tự luận ấy. Làm nhiều bài tự luận thì các bạn sẽ nhớ được hơn. Còn trắc nghiệm thì nhiều khi mình hay bị là à, vì nó đã bày sẵn ra bốn phương án này cho mình rồi nên là mình sẽ dễ dàng để lựa chọn hơn. Một là mình nhìn có thể mình chưa cách biết cái viết nhưng họ viết sẵn ra cho mình rồi nên là cái spelling của mình nó cũng sẽ bị kém đi. Hai là trong trường hợp mà những cái trường hợp mà mình kiểu như là không nhớ được, thế là họ lại bày ra cho mình để mình có thể ngay lập tức lựa chọn được luôn và mình sực nhớ ra. Thì khi mà làm cái dạng bài word formation, tức là các dạng bài cấu tạo từ, thì cô khuyên là các bạn nên làm ở dạng bài là tự luận nha, chứ không làm dạng bài trắc nghiệm. Sau dần này khi mà mình bắt đầu đẩy vào luyện đề các thứ chẳng hạn rồi thì mình mới làm trắc nghiệm nhiều. Ok chưa? Rồi sang câu số 15, mình có the mobile phone is an effective means of. Hình như đâu đó buổi trước hay buổi trước nữa chúng ta đã gặp cái từ means of này rồi. Nhưng hôm đó là mình học là means of transport đúng không? Hoặc là means of transportation là phương tiện giao thông. Thì ở đây hôm nay nó sẽ là phương tiện về mặt gì, là communication, giao tiếp liên lạc với nhau. Thì nó đáp án sẽ là D. Và nhớ giúp cô là nó sẽ luôn là cái means SC như thế này nhá. Mặc dù nó là một đúng không? An effective means of nhưng mà nó vẫn có S ở đằng sau. Thì đây là điện thoại di động, nó là một cái phương tiện gọi là giao tiếp một cách hiệu quả ở trên thế giới ngày nay. Rồi cùng chuyển tiếp sang câu số 16. Ở câu số 16 thì nhìn bốn cái phương án lựa chọn đúng không? Các bạn có thể biết ngay là ở câu này phải chia động từ rồi. Chia động từ thì một là ngoài biết thì này. Đó, mình còn phải xem nó ở cái thể gì, passive voice hay là active voice, là chủ động hay là bị động đúng không? Ở đây thì mình sẽ cùng xem the headmaster has decided that. Có cái that này nó rất hay bởi vì làm sao? Mình nhớ được rằng sau that nó là một cái clause đúng không? Thông thường là sau that là một cái mệnh đề, tức là một cộng với cả một cụm như thế này. Thế thì trong trường hợp này là sao? Mình có thể quan tâm đến đoạn sau nhiều hơn, không cần phải để ý nhiều đến việc là à nó có kiểu mệnh đề quan hệ gì đấy ở đây không, bởi vì nó đã có that để nó phân tách ra cho mình rồi. Thì the headmaster has decided that three lecture halls là gì? Ba cái giảng đường đúng không? In our school, ở cái trường của chúng tôi, và next semester thì một cái dấu hiệu khá là rõ về việc là tương lai ở đây rồi. Thế nên là chúng ta thì có thể cân nhắc đến việc là ok, loại trừ được thì. Và ở đây sẽ là gì? Has decided that là thầy đã vừa quyết định rằng là có ba cái giảng đường sao sẽ được xây đúng không? Bởi vì đây nó sẽ là gì? Three lecture halls là chủ ngữ và chỉ vật. Thì thông thường cái này nó sẽ không tự làm được và nó phải được làm, nên là mình sẽ phải chuyển sang tương lai bị động là will be built. Ok chưa?
đó nhé, không phải lúc nào câu bị động mình cũng thấy có bài đâu. Có trường hợp nó không có bài nhưng mình vẫn phải luận ra được là nó phải dùng câu bị động. Rồi sang câu số 17 nào, mình có gì? Such characters as fairies or witches in Walt Disney là những cái nhân vật như là fairies, bà tiên hay là witches đó, phù thủy này nọ ở trong Walt Disney, những cái bộ phim hoạt hình của Walt Disney, nó là gì? Nó purely là thuần là tưởng tượng thôi, thì mình sẽ có từ là imaginary, là những cái nhân vật này là tưởng tượng ra, hư cấu cho thôi chứ không có thật đó. Sang câu số 18 mình có là after the new technique has been introduced, tức là sau khi the new technique, một cái kỹ thuật mới nó được gì? Ở đây là được giác bị động này, và ở trường hợp này là quá khứ hoàn thành, đúng chưa? Mình tập nhận biết thì dần đi ha. Có thể các bạn vẫn chưa nắm được mấy nhưng mà mình cứ tập nhận biết qua cái cách chia của động từ ở đây. Thì ở đây là sau khi cái kỹ thuật mới nó được giới thiệu, được phổ biến, thì the factory produced, họ đã sản xuất ra được gì? Gấp đôi lượng ô tô của vào năm 2014 so với năm trước đó, tức là the year before là 2013. Thì là từ năm 2014 khi có một cái technology mới, thì họ đã sản xuất được gấp đôi lượng ô tô của năm 2013. Thì cái cách mà mình thành lập nên được là gấp đôi như thế nào? Mình sẽ có là gì? Twice as many. Twice as many the cars are cars in 2014. Thì ở câu này cô chỉ lưu ý thêm một chút liên quan đến việc là họ sử dụng thì. Thì ở đằng trước mình đang thấy là quá khứ hoàn thành, ở đằng sau mình lại thấy quá khứ đơn. Thì cái này là một trong nội dung hôm trước cô có nhắc các bạn, đó là liên quan đến việc sử dụng after, đúng không? After thì sau khi làm cái này thì mình làm, tức là sau khi cái này được làm ra thì làm cái này, thì đằng sau của cái after mình sẽ chia quá khứ hoàn thành. Ok chưa? Bởi vì đằng sau after thực ra lại là cái hành động được xảy ra trước, thế nên nó mới là quá khứ hoàn thành. Còn cái về còn lại thì nó sẽ là quá khứ đơn, là hành động xảy ra sau. Ok chưa? Tiếp tục sang câu số 19, mình có là as remembered blah 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 about the danger of getting lost in the forest. The tourist closely follow the tour guide. Ở đây là tourist rất là gì? Theo sát hoặc là follow, tóm lại là theo cái người dẫn đường, tour guide ở đây có thể là hướng dẫn viên, rất là chặt chẽ, bởi vì họ đã làm sao remember, nhớ rằng là gì về cái sự nguy hiểm của việc get lost, là bị lạc ở trong rừng. Và bởi như vậy nên là remember là một trong cái những cái động từ mà theo sau nó sẽ là to verb hoặc là verb in. Thì ở đây mình sẽ phải cân nhắc xem việc là to verb hay là verb in. Ngoài ra nữa nó lại còn là chủ động hay là bị động. Thì câu này hơi xoắn một chút. Câu này là gì? Bởi vì họ nhớ rằng là đã được cảnh báo nha, về cái sự nguy hiểm của việc bị lạc ở trong rừng. Thì đây là nhớ đã được cảnh báo. Thì một là nhớ được, đúng không? Một cái gì đấy trong quá khứ này, được cảnh báo, cái này nó là trong quá khứ rồi. Và lại còn được nữa, tức là một phần là phải bị động. Nên là chúng ta sẽ phải chuyển thành là gì? Một là remember đi về verb in. Hai là verb đó thì không phải là cái động từ đơn thuần mà lại phải chuyển bị động. Thế là gốc của một câu bị động là to be cộng với phân từ hai, thì bây giờ sẽ thành là being, won't. Thì đây là câu be. Ok chưa? Thì cái loại câu này hơi chúc chắc một chút xíu thôi, nhưng mà sao chúng ta làm quen rồi thì chúng ta sẽ hiểu được. Nhớ là ok, remember ở đây nó sẽ có hai cái loại động từ có thể đi đằng sau, giống như cái stop của buổi hôm trước cô đã hướng dẫn, đúng không? Stop to verb hoặc là stop verb. Sang câu số 20 thì mình có là gì? With his good sense of humor. Sense of humor là kiểu hài hước. Thì Martin is quite blah 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 with the students. Thì mình nhìn bốn phương án này mình sẽ thấy là gì? Từ loại này, danh từ này, tính từ này, động từ này và trạng từ. Đúng chưa? Thì ở đây mình có to be nên đằng sau mình sẽ cộng với cả tính từ. Và vì đằng sau nó là with luôn nên là chắc chắn ở đây nó sẽ là một tính từ rồi. Và như thế thì mình có thể nhanh chóng khoanh được đáp án của con này, nó là be. Sang câu số 21 thì câu này thuần về việc là mình phải lựa chọn từ vựng rồi, bởi vì bốn cái phương án lựa chọn nó đang khác hẳn nhau. He got a blah 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 because he drove
Tóm lại anh ta bị nhận một cái gì đó bởi vì anh ta đã lái xe through the red light, đúng không? Qua vượt đèn đỏ đi. Và vượt đèn đỏ thì đương nhiên sẽ gặp phạt rồi, nên là đây sẽ dùng là fine nha. Nó sẽ là gì? Got a fine, là cái kiểu phiếu phạt ấy. Rồi chuyển tiếp sang câu số 22. Những cái câu mà theo dạng tình huống của câu 21 ấy, rất dễ để chúng ta có thể ghi nhớ được nha. Bởi vì những cái câu này là nó có tình huống cách rất là rõ rệt để cho chúng ta nhớ được. Và những cái tình huống mà có thể gặp phải cái câu này nó cũng khá là tương tự nhau, cũng là vi phạm một cái gì đấy và bị gặp một cái phiếu phạt, thì cũng vẫn là sử dụng cái từ vựng như vậy thôi. Sang câu số 22 mình có là the night before the party, là cái đêm trước cái hôm bữa tiệc ấy. Stay up late. Stay up late là thức khuya. Cái này như là mình va vào đâu đó buổi trước rồi, đúng không? Thì đây là thức khuya để làm gì? Để cho mọi thứ được sẵn sàng, đúng không? Thì học luôn giúp cô cái cụm này, nó là get. Get everything ready, để làm cho mọi thứ sẵn sàng. Mình còn có một cụm nữa, nó là stay out late, là các bạn đi ra ngoài chơi và về khuya. Đấy, nhưng mà đây stay up late nó là thức khuya thôi, là ở trong nhà thôi. Rồi sang câu số 23 nào. Mình có là be careful, the water is blah blah blah. Here, câu này thì quá là dễ rồi đúng không? Mình cần một tính từ mà. Chỉ có thể là dip, cẩn thận. Ở đây là nước sâu đó. Còn lại là những cái kia nó là động từ này, trạng từ này và gì danh từ. Tiếp tục sang câu số 24. Mình có let's go shopping because there isn't blah 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 in the fridge. Câu này dễ rồi đúng không? Nào phải đi siêu thị thôi, phải đi mua sắm thôi, bởi vì không còn gì trong tủ lạnh để ăn nữa cả. Thì ở đây là có cái này phủ định, thì ngay lập tức mình có thể chọn được luôn. Chắc chắn là mình không thể ăn người được, nên là mình có thể gạch ngay A và C đi. Và lưu ý có thể một số bạn chưa biết thì là anyone với cả anybody là giống nhau, someone và somebody giống nhau. Đó là đều là chỉ người, còn lại ở đây nó phải là anything, không có bất cứ một thứ gì cả. Rồi chuyển tiếp sang câu số 25. Mình có là inspire her ability. Mình có inspire nhớ không? Hôm trước mình đã chạy qua một số những cái although rồi, đúng không? Là mặc dù, thì đằng sau inspire nhớ giúp cô là cộng với cả gì nhỉ? Danh từ hoặc là vowing in, hoặc là cụm danh. Thì Laura has been blah 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 overlooked. Thì ở đây các bạn hiểu được rằng là gì? Mặc dù là cô ấy có cái khả năng năng lực đấy, nhưng mà đây, bỏ cái này đi nhá, bỏ cái lỗ cần điền này đi, chúng ta vẫn thấy là câu này nó đầy đủ về nghĩa này. Has been overlooked, hiện tại hoàn thành, bị động, đúng chưa? Cái thì này họ đang chia như vậy và ở dạng bị động, thì cô ấy là gì? Bị bỏ qua cho cái việc promotion, tức là việc thăng chức. Thì ở đây nó chỉ mang tính chất là cần một cái gì bổ trợ thêm nghĩa thôi, chứ còn ở đây là vẫn đầy đủ rồi. Và mình có overlooked, nó là động từ, nên mình sẽ cần một cái adverb ở đây để bổ trợ cho nó. Và vì như vậy thì ngay lập tức mình có thể chọn được D là phương án ở đây, bởi vì mình nhìn thấy cái đuôi ly, đúng chưa? Phần đông những cái từ mà có đuôi ly thì nó sẽ là trạng từ adverb, trừ một số những trường hợp thì bao giờ mình gặp thì mình cũng sẽ nhắc lại cho các bạn là đuôi ly nhưng mà nó lại là tính chứ nó không phải là trạng, chẳng hạn rồi là manly hoặc là lively. Tiếp tục sang câu số 26, mình có là long ago, ở rất lâu lâu trước đây, thì women were blah blah blah. Ở đây mình nhìn thấy were, và mình nhìn bốn cái phương án lựa chọn đang ở dạng là ed như thế này, chính là dạng phân từ hai. Thì mình hiểu câu này nó đang là ở dạng bị động rồi đúng không? Bảo thì là quá khứ đơn. Khi ở đây là rất lâu trước đây, là phụ nữ là gì? Bị cấm đúng không? Không được phép là vote, bỏ phiếu đó. Ở những cái cuộc gọi là những cái election, về những cái chính trị bầu cử, thì nó sẽ là cái gì? Động từ ở đây nó sẽ là forbidden, tức là không được phép bầu cử, không được đi bầu. Tóm lại là như vậy. Thậm chí đến cái thời điểm mà ở Afghanistan cũng vậy, cái thời điểm mà Taliban trước đây ấy, khủng bố các thứ đó, thì cũng là ở đó họ cũng không có quyền bầu cử đâu. Rồi tiếp tục sang câu số 27, mình có the firefighters single minded devotion to the rescue of the victims of the fire. Câu này thực ra nó sẽ rất là dài, đến đây mới là động từ của câu nha. Chạy một câu rất là dài, đến đến was mới là động từ của câu.
Thì sau đây cô xin được hỗ trợ các bạn để hiểu thêm nghĩa về câu này. Đó là cái gì? Cái việc là cái sự hết mình của những cái cán bộ chiến sĩ, đúng không? Những cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy để có thể cứu được những cái nạn nhân của cái vụ cháy đó là như thế nào. Thì ở đây đơn giản là mình sẽ cần một tính từ thôi. Và ở đây thì có một số những cái từ này. Đuôi thì thấy a đây đều là tính từ. Thế thì bây giờ nghĩa của nó khác nhau như thế nào? Thì bây giờ nếu như để cô phân biệt nghĩa cho các bạn thì sẽ hơi rối cho các bạn. Bây giờ các bạn cứ học trước giúp cô cái từ của cái câu này đã, đó là respectable. Thì đây nó là mang tính chất là đáng được trân trọng nha, kính trọng, mang tính chất như vậy đó. Thì ở đây là cái nỗ lực không ngừng nghỉ của những cái cán bộ chiến sĩ đó trong việc mà giải cứu những bệnh nhân, à sorry, những nạn nhân của vụ cháy là respectable, ok chưa? Đó, thì còn lại là khi mà mình va vào những trường hợp khác thì mình sẽ học tiếp những cái tính từ còn lại nó khác nhau như thế nào, sau đó mình so sánh đối chiếu. Sang câu số 28 mình có là gì nhỉ? Nowadays, blah blah blah, can watch a variety of. Đầu tiên là watch là động từ của nó này. Đằng sau modal verb là can, có thể, đúng không? Variety of local and international. Local thì nó mang tính chất là trong nước. Bởi vì các bạn có international là quốc tế ở đằng sau này. Và những cái chương trình này on different channels. Hiểu đơn giản đây nhá. Nguyên cái mớ này này sẽ mang tính chất giống như kiểu là mình xem TV, đúng không? Và vì như vậy thì mình sẽ chọn cái nào? Ở đây mình sẽ chọn là viewers. Nó khác với cả cái spectators lúc nãy là ở stadium. Thì ở đây mình sẽ là viewers. Tiếp tục sang câu số 29 thì mình thấy là the course blah 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 a class book. Cái khóa này là class book này, sách trên lớp này, practice book là sách luyện tập này, và audio tape nó là cái file nghe. Thì ở đây mình hiểu ok cái khóa này thì người ta sẽ có gì bao gồm, đúng không? Thì bây giờ mình phải chọn cái nào. Có thể mình cũng thường biết từ consist chẳng hạn. Đó, thì nó cũng là một dạng bao gồm. Thế ở đây thì đáp án lại không phải là A mà nó lại là C. Cái từ này nó là comprises. Comprises thì cũng mang tính là bao gồm, cũng mang nghĩa là bao gồm. Nhưng ví dụ như là consist thì nó hay đi với cả of. Còn cái C này thì không. Và cái này thêm một lần nữa lý do tại sao lúc nãy cô lại nói đấy, câu chuyện là từ Anh sang Anh, và cô cũng hay khuyến khích các bạn là dịch sử dụng từ điển Anh, bởi vì không phải lúc nào nó cũng khó hiểu như mình sợ đâu. Thì cái câu này nếu các bạn tra từ comprise trong từ điển, nếu cô không nhầm là Cambridge, thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái ví dụ ở trong từ điển đấy luôn. Đó, ví dụ ngay đầu tiên luôn. Thì đó, cùng một lúc là mình có thể học, và khi mà mình tra thì mình cũng sẽ thấy là chính là cái câu này nó có thể là một dạng thức được ra ở trong đề thi luôn nha. Rồi tiếp tục sang câu số 30 và nó cũng sẽ là cái câu cuối cùng của cái đề hôm nay. You are old enough to take blah 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 for what you have done. Tức là bạn cũng đã đủ lớn, đủ trưởng thành để làm sao rồi? Để nhận trách nhiệm nha. Nhận trách nhiệm cho những cái gì mà mình đã làm. Thì ở đây có cụm thì học luôn cho nó nhanh, đúng không? Take responsibility. Bình thường mình sẽ thấy là be responsible for, nhưng mà đây nó là take responsibility for what you have done. Thì các bạn có thể thấy hai cái cách dùng đó nó có thể hay gặp, và mình nhớ lại được trong trường hợp nào thì dùng responsible và trường hợp nào thì dùng là responsibility. Ok chưa? Rồi thì đó, chúng ta đã trải qua 30 câu của buổi hôm nay. Hầu hết là sẽ liên quan đến việc là từ vựng, đúng chưa? Nếu như các bạn nhìn bốn cái phương án lựa chọn của nó là bốn cái từ vựng khác nhau, thì nó thiên nhiều về một là nghĩa của từ vựng này, hai là collocation, những cái cụm từ nó hay đi cùng với nhau, ba là có thể là idiom chẳng hạn. Còn nữa trường hợp liên quan đến ngữ pháp thì có thể là những cái structure, những cái cấu trúc mà mình nó hay đi cùng với nhau, hoặc là cách chia về thì của động từ nếu như mà cùng thấy nó là cùng một từ. Họ được chia khác nhau ra, đúng chưa? Thì nó sẽ liên quan đến việc là mình phải xem nó là thì của động từ này, hay là nó có cần chủ động hay bị động không này. Một số những trường hợp như hôm nay chúng ta gặp là mệnh đề quan hệ ở dạng rút gọn nữa, thì
Thì đấy cũng là một cái là để chúng ta lưu ý trong việc là mình lựa chọn và nhìn vào cái bốn cái phương án lựa chọn để có thể hỗ trợ loại trừ đi những cái phương án mà mình thấy là không phù hợp ở cái câu đấy nhất. Ok chưa? Rồi thì đó, chúng ta đã kết thúc cái buổi ngày hôm nay rồi, và lịch của tuần sau thì cô sẽ đăng lên trên page của học tiếng Anh của Amy vào chủ nhật tuần này, là xem những nội dung tuần sau chúng ta sẽ học là cái gì, các bạn đón xem ở trên page nhé. Và sau đây thì cô cũng sẽ gửi lại cho các bạn đường link vào hai nhóm mà cô vừa đề cập lúc nãy, đó là một nhóm Zalo hỗ trợ giải đáp liên tục, và một nhóm là Facebook để các bạn có thể cập nhật những thông tin ở trên đấy, kèm theo như là login lên để lấy những cái bài tập này làm trước và một số những cái nội dung liên quan đến kiến thức ngữ pháp và từ vựng hay là những cái dạng đề thì cô cũng sẽ up ở trên đấy thêm ha. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa. Thank you so much for joining today. Bye bye and see you next week.